và cái quãng thời gian khá lâu mình mới đợi cái đèn này. Thì hôm nay mình sẽ unboxing cho các bạn cái đèn mình mới mua, mình mới được tặng sinh nhật. Mở ra cho các bạn xem. Đây là một cái đèn mà để mình có thể quay phim trong thời gian sắp tới. Trong này có khá là nhiều đồ, sẽ bỏ nó ra. Hiện tại thì mình đang ở ngoài cà phê, về luôn. Thì đây là một cái đèn quay phim của Forza Nightlight. Mình đang mở ra xem cho bạn xem bên trong nó. Thì là chất. Đây là giấy ấm sẵn sử dụng này. Đây là một cái gói chống ẩm để các bạn có thể là hút ẩm. Đây là một cái đầu tiên này. Cái này nó gọi là một cái cái nó là cái gì nhỉ? Như nếu như mình không nhầm thì thì cái này nó là cái chóa đèn. Cái này là để các bạn có thể là gom sáng lại. Được, như các bạn có thể gom sáng lại tụ lại một chỗ. Mình sẽ để cái này đây. Cái này là một cái gom sáng để bạn có thể tụ lại một chỗ như này. Còn cái này là một cái đèn. Thì chắc là mình sẽ để tạm ở đây. Và tiếp theo thì một cái nhân vật chính, đó chính là một cái đèn của mình. Thì cái đây là một cái đèn có công suất là 60W. Tức là mình thấy mọi người review ấy là hơn 60W rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy chi tiết của đèn thì nó thực sự rất là chất lượng. Đây là một cái đèn mà LED được quay phim. Nó nhỏ, nó chỉ bằng chắc là bằng cái mặt, nó bằng đúng cái bàn tay của mình. Các bạn thấy là nó khá nhỏ, nó bằng đúng với cả cái bàn tay của mình luôn. Và nó chắc là sẽ rất là tiện. Cái này thì được các bạn bên YouTuber bên nước ngoài đánh giá khá là cao về cái đèn Nightlight Forza 60 này. Và đây chúng ta có một cái đèn, một cái chóa đèn mình sẽ tạm thời để ở đây, và một cái dây điện của nó, và một cái cục nguồn. Và Nightlight có cho mình một cái túi đựng của đèn nữa, nhìn trông thực sự rất là chất lượng. Nhưng mà cái túi thì mua không thì mình nghĩ là cũng khá là đáng tiền đấy. Và để có thể dùng được cái đèn này một cái hiệu năng tốt nhất thì chúng ta cần phải có đó chính là cái softbox này. Thì đây là một cái softbox của Nightlight. Mình sẽ tạm thời để cái đèn này xuống để unboxing cho các bạn cái softbox này. Đây là một cái chân đèn của mình. Thì cái chân đèn này mình đã có nhà sẵn rồi. Thì đây là một cái softbox để các bạn có thể là giúp cho cái ánh sáng nó mịn màng hơn. Và bây giờ thì mình sẽ mở nó ra để cho các bạn xem là cái softbox này nó sẽ như nào. Phải không một túi nữa. Và Nightlight rất là chu đáo, mua cái gì cũng đều cho túi đựng. Thì đây là một cái softbox 60cm của Nightlight, mình sẽ mở cho các bạn xem. Nó không có gì to lắm đâu. Bên trong này sẽ có một cái softbox. Và đây là một cái này nó gọi là một cái gì nhỉ? Một cái tấm vải bằng lụa hoặc bằng nhung gì đấy, để làm tản sáng của cái softbox này ra. Đây là cái vật chính của chúng ta, đó chính là một chiếc softbox của Nightlight. Cái này mình đọc khá lâu. Cái đợt mà sinh nhật mình ấy thì Nightlight cháy hàng Việt Nam, và tất cả những cái đại lý ở Việt Nam đều cháy hàng với những sản phẩm của Nightlight này. Thì đây là một cái softbox, nó gắn liền cái nan sẵn này vào rồi. Và đối với những cái softbox kiểu của Godox ấy thì đều làm cái nan này của nó, những cái nan này của nó này, các bạn phải chích từng cái một. Cách mở của cái này thì nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần ấn vào trong này, và ấn nó ra là được. Thì mình sẽ ấn cho các bạn xem. Các bạn thấy là mình mở cái softbox này ra rất nhanh không? Chỉ mất khoảng tầm 1 phút. Và bây giờ mình sẽ phải dán cái này lại để cho nó cố định lại cái softbox này, nó không bị lọt được ánh sáng ra ngoài. Trước đấy thì mình có lắp một số những cái softbox khác rồi, thì cái thời gian lắp của nó rất là lâu, nó phải mất khoảng tầm 5 đến 10 phút, có khi thậm chí là hơn. Và cái softbox này thì lắp rất là nhanh nên là mình thấy rất là thích. Các bạn để đánh đổi cho cái lắp nhanh này thì mọi người phải chấp nhận một điều là cái softbox này nó giá khá là cao. Cái softbox bé tí này mình mua đâu đó khoảng tầm 1.8 triệu thì phải, so với những cái softbox hiện tại trên thị trường của những hãng khác ấy thì nó khá là cao. Và một cái điều nó hơi dở của Nightlight này là cái ngàm của nó không phải là ngàm bầu mao bình thường. Bình thường là những cái đèn phổ biến ở hiện tại ấy, ngàm của nó đều là làm bowen mao, làm bowen, mà còn cái ngàm này nó lại là một cái ngàm khác, nó một ngàm hoàn toàn khác, nó khá là mới, nên là chúng ta phải mua một cái ngàm, một là các bạn phải mua một cái ngàm chuyển đổi
của Nanlite sang những cái nhà Bowen Hat để các bạn có thể sử dụng những cái softbox ở nhà. Và đây là một cái món quà mà mình nghĩ là thực sự mình rất là thích, một cái đèn Nanlite cùng với cả một cái softbox của Nanlite luôn. Thì đây là cái dây của nó, lỗi thì có sâu cho các bạn xem nhưng mình không bóc ra bởi vì là ở cà phê nên mình chả test cho các bạn. Thì đây là một cái dây nguồn của Nanlite. Đây là một cái cục adapter nguồn nữa cũng của Nanlite luôn. Đấy, chóa đèn, cái chóa gom sáng tụ tập một điểm. Thế rồi, còn đây thì chả có gì cả. Cái túi này thì cũng khá là hay, ít nữa thì chắc là mình sẽ dùng cái túi này để đi được thêm máy ảnh ở đây và xách luôn cái túi này làm cái túi máy ảnh. Và ok, đây sẽ là một cái nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là một cái đèn Nanlite. Và mình cảm ơn rất là nhiều cả cái người tặng mình. Mình thực sự rất là thích cái món quà này. Và đây là một cái đèn để mình có thể đèn led trước khi mình quay phim. Nhưng mà mọi người có thể thấy ở đây là mình đang không dùng một cái đèn quay phim nào cả, mà mình thường toàn dùng những cái đèn compact, những cái đèn led tự nhiên ở nhà mình. Cho nên là các bạn có thể thấy cái ánh sáng nó không được đẹp lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng là sẽ quay đoạn này nhanh thôi để setup cho mọi người một cái ánh sáng mới, để mọi người có thể thấy là cái ánh sáng trong việc quay phim nó quan trọng như nào. Thì đây chúng ta sẽ có một cái diffuser, một cái làm cho nó cái ánh sáng nó bớt mạnh đi. Và đây là một cái chóa để gom sáng này, lắp vào. Và đây là một cục nguồn adapter, một cái dây rút của nó nữa, mình sẽ bóc nó ra. Cái này để các bạn nối trực tiếp vào đèn luôn này, chiều dài khá là dài đấy, mình sẽ bạn sẽ nối trực tiếp vào đèn luôn, cắm vào cái cổng ở đằng sau này DC 15V. Đây là một cái dây nguồn để cấp vào cái cục adapter này. Tất cả những cái sản phẩm của Nanlite thì họ đều cho những cái giấy đến những cái miếng dán như này thì các bạn có thể là cố định cái dây khi mà các bạn không dùng dài quá. Mình sẽ lắp nó vào luôn và cắm điện lên là nó sẽ sáng, và nó có một cái công tắc ở đây, các bạn có thể phải bật nó lên để tắt. Đây là bật. Đây là có một cái màn hình LED LCD nhỏ 105%. Các bạn nhìn thấy nó rất là sáng không? Mình chỉ tăng lên khoảng 20% thôi mà nó sáng rất là kinh. Đây là mình sẽ tăng chỉ lên 100% cho bạn thể xem được cái sáng của nó. Đây, cái sáng của nó đây. Khi mà mình chiếu vào các cái ấy như này, nó mặt mình cháy sáng luôn và nó khá là nóng. Và cái này nó khá là nóng. Cái điều đặc điểm hay của cái đèn này là các bạn có thể tùy chỉnh các mode. Nó sẽ hiện thêm một cái mode ở đây, các bạn có thể thấy ở đây không biết là sao lại bị flick như này nhỉ. Đây là các điều chỉnh các mode của nó này. Đây là bóng, đây là giả lập flash mode thì là nó sẽ nháy nháy như này, những cái đèn flash á. Ở đây là mode flash 2 nó sẽ cháy chậm, nháy chậm hơn flash 3, flash 4 như vậy. Đây là storm, là nếu như mình không nhầm thì là nó kiểu như là sấm chớp ấy, kiểu như là các bạn ở bên ngoài vào và những cái sấm chớp nó như này này. Đấy, nó sẽ nháy kiểu như đúng kiểu như sấm chớp luôn. Và đây là kiểu TV, hiệu ứng truyền kênh của TV. Ngoài ra thì có cái hiệu ứng này là hiệu ứng bóng đèn hỏng, khá là hữu ích cho cái việc mà quay phim bán chuyên. Và cái thiết kế của cái đèn Nanlite này nó khá là đẹp. Nó thực sự là một cái đèn mà mình cầm vào nó khá là nhỏ gọn, và cái thiết kế của nó thì 10 điểm luôn. Bên ngoài thì được làm bằng nhôm, hai bên này thì có ốp một chút carbon thì hoặc là dán carbon thì thế thôi. Ở bên dưới này sẽ có một cái cánh quạt. Về cái điều hay của cái đèn này đó là cái quạt của nó các bạn có thể tắt được đi. Và các bạn lưu ý là nếu mà mọi người tắt quạt đi không dùng trong cái đèn này á, thì đồng nghĩa là cái việc ánh sáng của mình sẽ giảm đi khá, nếu như mình không nhầm thì giảm đi khoảng tầm 40%. Nhưng mà cái quạt của nó rất là nhỏ nên là mình cũng không ảnh hưởng gì đến quá là nhiều cho các bạn cái việc mà các bạn vlog hay là quay video. Mọi người có thấy ở đây là cái cảnh này là mình chưa setup ánh sáng, và khi mà mình setup ánh sáng á thì nó sẽ như thế này. Và đây là ánh sáng đầy đủ. Mỗi khi mà mình quay vlog thì mình thường là sẽ để ánh sáng như này. Mình sử dụng một cái đèn softbox chính ở đây. Bên hai bên này là hai đèn background bình thường thôi. Sự là mình cũng đang rất là bực mình. Bởi vì là lúc ấy mình có quay video cho mọi người cái đoạn trước ấy, là mình không bấm cái máy ghi âm này, cho nên là cái âm thanh nó hơi có tệ một chút. Mong là mọi người sẽ thông cảm cho mình. Và ở cái đoạn này mọi người có thể nghe là cái âm thanh đã khá lên nhiều rồi. Và mình sẽ unboxing thêm một cái sản phẩm nữa. Đây là một cái sản phẩm mà mình tự thưởng cho cái sinh nhật của mình. Đó chính là một cái gimbal. Thì đây là một cái gimbal của nhãn hiệu, nhãn hàng khá nổi tiếng, đó chính là DJI. Thì đây là một cái sản phẩm DJI Ronin SC. Mình mua để có thể là phục vụ cho những cái job sắp tới của mình, là sẽ cần đến cái gimbal. Vậy vẫn còn siêu, mình sẽ bóc nó ra. Thực ra là cái này mình đã bóc ra trước để mình test, dán tem bảo hành kiểu này rồi. Chuyên là cái seal ở giữa này này,
nó cũng đã không còn. Và mình sẽ mở ra luôn cho các bạn xem. Khá là chất lượng mà mình thấy mọi người, những cái YouTuber ở Việt Nam dùng cái con DJI Ronin này khá là nhiều. Nó là một cái gimbal để chống rung thôi, không phải có quá là nhiều gì, điều gì quan trọng, nhưng mà quay phim mà không có cái chống rung thì nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Và về cái chịu tải của cái DJI Ronin này, nó cũng đáp ứng hầu hết là ở những cái máy hiện tại rồi, là chịu tải khoảng tầm 2 cân thì các bạn có thể cân máy các bạn lên và tầm khoảng 1 cân rưỡi là ok. Đây sẽ là hai cái hộp xốp để mở. Hộp xốp này cũng là hộp cái hộp chống sốc của nó luôn. Cho các bạn xem trước. Và đây chính là DJI Ronin SC. Ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn của DJI. Một cái gói chống ẩm, đây là những cái bộ ốc của DJI mình sẽ để ra bên này. Và đây là một cái tay cầm, cũng như là tích hợp luôn cái gá pin của cái con Ronin SC này. Tiếp theo sẽ là một cái chân ba. Thì đây là một cái chân ba để các bạn có thể đứng được cái gimbal của bạn lên. Mình sẽ để hết sang bên này để cho bạn thể nhìn rõ hơn. Tiếp theo thì sẽ là một cái này là cái gá được DJI tặng thêm để lắp thêm điện thoại hoặc là những cái phụ kiện thêm. Bên trong này sẽ là có một cái này là để đỡ len, thường là sẽ đỡ những cái len nặng, nhưng mà nếu như mình cái len của mình thì chắc là mình nghĩ không cần đâu. Đây sẽ là một cái thành phần chính của chúng ta, đó chính là một cái trục điều khiển của nó, là một cái DJI Ronin. Mình mới chỉ bóc ra để test thử một lần thôi, mình chưa sử dụng. Và đây là một cái cục, và đây là một cái nó khá là bé, nó chỉ to hơn bàn tay mình một chút thôi. Mình sẽ để bên này. Và cuối cùng là nó có những cái cọng dây như là USB Type-C. Đây là một cái cọng cáp cho máy Sony. Và máy đây là cọng Type-C to Type-C. Hết rồi, nó có hai cái thôi. Và một cái miếng plate để các bạn thể đỡ cái máy cao hơn. Và một cái miếng này nữa là một cái miếng quick plate. Đó, một cái miếng thì các bạn thể gắn máy ảnh vào. Đây mình sẽ phải lắp nó vào. Lại đừng cần nên lắp chắc chắn. Ok, đúng được như này. Và tiếp theo thì sẽ là cái phần các bạn lưu ý là ở cái DJI Ronin này, nó có một cái khóa ở đây. Các bạn gạt vào để các bạn lắp vào cái phần pin của nó. Thì các bạn hãy đẩy nó vào như này. Và đẩy nó vào từ từ như này, sau đó thì kéo cái khóa này lại là được. Rồi, ok, đây vậy là mình đã lắp xong cái DJI Ronin này rồi. Các bạn chỉ đây à? Nó khá là bé, nó chỉ dài khoảng tầm 40cm, 40-50cm thôi. Cái này nó khá là, các bạn có thể khá là thuận tiện cho cái việc là mang đi du lịch. Chắc chắn là trong mùa hè này mình sẽ mang cái con đi du lịch và để quay cho mọi người cái footage nó đẹp hơn và nó kiểu nhìn như chuyên nghiệp hơn. Ở những cái trục của nó ấy, thì đều có những cái chốt khóa cố định lại cái sản phẩm của các bạn, để cho các bạn khi mà các bạn đi ngoài đường, các bạn rung lắc như này nó vẫn không hề bị ảnh hưởng quá nhiều đến cái máy ảnh. Mình sẽ mở nó ra. Đây là mở trục ra này. Thì nó sẽ như thế này. Đây. Nó sẽ như thế này, các bạn sẽ phải để máy ảnh ở đây. Và chắc là mình sẽ không cân cái máy ảnh của mình ở trên này đâu, bởi vì là mọi người có thể thấy đấy. Mình có một cái máy ảnh nữa nhưng mà mình đang cất ở trong tủ. Mình không dùng để mà cái máy đấy nhiều, cho nên là mình sẽ không cân. Mình sẽ lắp cái này vào đây. Các bạn sẽ phải tháo cái miếng này của nó ra. Và như vậy là chúng ta đã xong một cái setup có thể gọi là chất lượng rồi. Mình sẽ kẹp cái điện thoại vào đây để có thể làm tích hợp với cả những cái app của trên cái con DJI Ronin này. Và ngoài ra thì mình có mua thêm một cái mic để thu âm, như các bạn xem ở đầu video ấy, là mic Pro Zoom H1N. Và mình mong là mọi người sẽ ủng hộ mình trong cái thời gian sắp tới, và chắc chắn là mình sẽ gửi cho mọi người những cái cảnh quay, những cái footage nó đẹp và nó rất là hoàn hảo. Và ở cái video sau thì mình sẽ unboxing những cái món đồ mà mình được tặng sinh nhật, bao gồm là quần áo, là giày, là một số những cái món phụ kiện khác. Và nếu thấy video này hay thì mọi người nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe cho mình. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau.